coi chừng con cu nó đưa về cái cây vú sữa lắm á. Ủa nãy nó dưới dưới nước hả? Tiếp tục vô hang ổ các bạn ơi, ở đây lúc trước bên em bắn nguyên bầy cầu bạo như mày. Cầu bạo bắn luôn hả? Kìa kìa, ui tôi hú già bá luôn. Bay rồi. Để tôi lên ngồi kìa, ra túc ngoài kia luôn rồi, túc cái chàm ngoài kia rồi, con khác đúng không nổi rồi, con khác nữa rồi. Tắt đồ mà, đồ đó, đồ mà. Đồ đó. Ê, tắt đi. Trời có tỏi lên quận nút. Trời trời trước mà. Con đó báo con kia bay luôn bây giờ. Đẹp. Nít, nín đậu kiểu nít. Mấy thấy đậu đó. Còn nhóc luôn rồi. Trời ơi. Má mày con về cò luôn. Ờ vậy lại trong này cũng không ngủ dữ lắm nè mọi người. Ôi chắc luôn rồi. Thiệt quá trời luôn rồi. Cò bự không. Đó. Đó đậu pha lôi đó. Cây dưới á. Nã được nã luôn em. Đây mình tao mình chạy thử qua mặt nó bay không? Quay lại. Tới cái lá dài nó làm bắn được đó không nên. Rồi bắn được đó bên đây. Rồi dương đi. Dương đi nhắm bây giờ nè. Dương đi bắn đi. Nhắm bay là mất cơ hội luôn á. Trời. Bắn cái nó kìa lướt bội lướt. Tụp xuống. Trời ơi trời. Kìa đậu kìa, còn đỏ đậu kìa. Để bà mềm mềm đi, đừng dòm đó. Dòm rồi còn đỏ kìa. Cái tàu lá dưới đó. Còn đỏ tàu lá dưới đó, chụp đó. Thấy không? Thắng lẹ đi bay kìa nhóm ơi. Trời đừng la đó. Mày đừng la quá. Lại đi. Từ từ. Nổi luôn à. Ăn được không được thôi chứ la quá nó quản. Lòi đi rồi. Còn cả nhá. Mất luôn. Đi rồi. Đúng rồi, lưỡi mất rồi. Gì bỏ đi, lưỡi mất rồi, dễ gì còn đó. Nó la quá, mình chưa thấy nó la quá, mình cũng quậy. Đó, chỉ cho mày, chứ không la sao mày thấy. Bốn mắt. Chỉ à, mày thôi. Mà mình đẹp dữ gì chứ. Đẹp tôi hú gì quá, trời kìa kìa, cò đậu trên cái tuốt. Đây nè, cái chạm, đó, đẳng đó thấy không? Mắn cò này đậu. Kìa, con cò trước kìa, đậu trên cái chùm là đó. Nên nhìn tay tôi kìa, hút cái tàu lá chút xíu, có cái chùm dạm tuốt đẳng luôn đó thấy không? Có tỏi. Thấy rồi. Không nín chưa thấy kìa. Còn cái đâu đâu mày thấy chưa đó cái chạm nhánh chạm thuốc trước đó thôi ở này tối bữa nay chắc nó ngủ dữ lắm luôn tội này đáng qua mình ra đường này mình chơi à đường cò đó là ngon luôn á mình chơi số ngủ quá nên thấy chưa ở trước kìa xả trước nữa kìa là bỏ mấy cò lé rồi chuẩn bị cơ hội nha. Lưng bắn lưng có đó buồn đạn luôn à ông Liên chưa thấy hả trên đọt cái chạm đó à. bắn đi nhóm rồi kìa nhóm rồi à. Này còn này phải để tối còn nào nay hết hồn thế động được móc lại tôm móc lại khỏi đâu làm nhẹ nhàng đấy bê ba quá rồi bê thứ ba ấy chưa còn chưa bay đẳng bay đẳng này kìa đang thu đẳng tù hú nó tù hú đó ông nên nã luôn đi ông nên cục đen xì đó sao mày bắn lại đi sao quá đây nó bắn rồi đưa lại tới đó nó bay rồi đường này phải mình đi trễ chừng tiếng hồ nó mới ngon bây giờ chàng vàng rồi các bạn ơi đâu hơn còn quay về mà
tại mình động rồi sao họ nó không dám ra chứ. Vậy má đang bị kiểu kìa, cái cục đen đó rồi tùng đấy đó. Ê con cọ, cọ gì á. Cọ nè Tùng ơi. Thôi nè. Ủa mới thấy đứng ở trên cái ổ được cái đít. Phải cái đít ổ. Con lẹ băng chung quất. Ôi quất bự và bá luôn nội ơi. Giờ ai chừng cái ổ đó, nó đó sao đứt bắn thấy bắn chung ngay đứt á. Ừ, ngay đứt luôn nè. Dân quất chà bá luôn nè các bạn. Quất bự dữ trời. Cái đứt có gì ăn. Ê con coi thấy ổ nó không? Mà ổ nó đâu trên trời vậy? Ổ đó, không, quất nó là ổ vậy đó. Để một trứng luôn như là trứng gì vậy. Ủa quất nó đứt bắn thấy là nó chồng vô. Nó cũng hên nè, màu đen không có kiếm nữa. Hên nó chạy chạy. Này, chính con quất các bạn ơi. Nó chạy đụng cái giò tao mới thấy đó chứ. Em. À, quá mũi rồi anh em. Móc ra tôi. Để tiếp tục hành trình nha các bạn ơi. Giờ này cũng tối rồi cho nên mình phải chơi đèn á các bạn. Cũng có cây đèn mỏng mấy mày lấy đèn đeo vô đi. Quá trời. Kè kè trước kè thấy không? Cắt cổ lên đó của tội. Xa xa bắn đại. Còn ê chỗ của tỏi đi lên trên đường đó được không? Đi lên nó ngoài động à? Bơi đại đi bơi bơi còn bơi đâu đưa 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 cho anh Tùng đi có lỗi đâu cha rồi bơi rồi bơi luôn trời về lại đã lắm đáy lấy à. Nó mê rồi. Phước không? Đậu. Cứ là người đó. Còn đó. Còn đó bòi anh em. Chuẩn bị bòi anh em. Anh em nè. Đây nè. Sù lông hết trơn rồi ta. Quất lẻ đi, chậm cái gì? Trời trời. Không ai vậy. Lưng này bắn chắc quá ta. Này bắt kiến bắn ghê trời. Mới đo hôm qua kia 650 đó. Mới đo nữa đó. Mới đo lại đó. Mới độ lại đó. 650 ngàn cái bắt kiến. 650 độ rồi. 650 độ mình luôn. Câu gì mà câu cái gì còn sống nữa trời. Trời tôi bắn đâu cho chết ba, tôi bắn liền. Thôi thật ha. Thôi tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục xem em còn nữa. Nãy gặp cò bò mà cò bò nó chưa ngủ các bạn ơi. Tụng chữ nó lấy cây đập luôn Tùng ơi. Dầm đập luôn đi. Lấy cây đập chừng mau hả Tùng ơi. Dầm đập luôn Tùng ơi. Trên nhà Tùng ơi. Bỏ tới nữa nếp. Nằm nơi đi. Bay luôn cái gì. Có đâu cái lép vậy. Cái lép nó bị điếc lỗ tai mà. Đó đưa đít ra nè. Trên tàu lá rồi luôn phải không. Nó dầm đập rồi. Nó dầm đập luôn ngon. Lấy dầm đập nó. Bắn nguy hiểm quá bạn. Lấy dầm đi. Nhắm rồi kìa. Lẹ đi Minh, bắn lẹ đi nhấp hoài. Sợ nhà tao quá. Quá trời. Trời ơi, nhấp luôn. Ướt lòng mình vô, tắp vô. Ướt lòng mình tắp vô. Nè. Đuổi rồi. Từ 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 từ. Lên trên á, lên trên người á. Rất lòng chụm này luôn nè. Không ai đưa cho thằng Tùng nó bắn. Ê, đi. Ngay nhà tại nhắc con nội ơi, hướng nó ngay nhà không được đâu. Mẹ cái đầu ở đây tao phải. Bắn đi, bắn xéo lên đi, lưng. Lưng thấy bắn xéo lên đi, ở đó ngay nhà đó ông Linh ơi. Bắn xéo lên trên nha. Dương lá bắn đại đi xuyên hết trơn hả? Ngay nhà đó ông Linh. Ngay nhà bên đây nhóc luôn nè. Rớt chưa? Rớt luôn gì phải không?
đường lên không? Gớt chưa? Không biết phải làm cái sọt gớt lông nữa kìa. Lông nãy thằng Tùng bắn đó. Không có chú. Rung giỏi anh em nên. Mai sao mình ăn lép không vậy ta? Lép thì chưa chắc ăn được nữa nè. Bịch quá. Cái sợ trúng không? Không biết gì không. Trúng lá nhiều quá không biết gì. Xong rồi anh Tùng. Dưới này gì? Lỡ mai. Vỗ tay. Vỗ tay cho anh Tùng lâm thú. Còn sống luôn rồi thôi. Ê, bỏ tay. Đó ngồi cho bắn, tao muốn ăn đầu tư mà, giờ tao bắn chết. Bắn mém mém rồi. Trứng mép. Đưa đâu ngay mặt con vậy ba. Mổ mày ơi, khổ mổ lấy mắt à. Giỡn hoài không mổ. Ôi có kính bảo vệ không sao. Tập cho bạn ơi. Bay vô lẹ. Tùng. Trời gớt ơi, gớt luôn rồi. Chết rồi. Gớt luôn rồi. Mũi chứ không. Móc mũi vô, lái vô dính dính dịch. Con này chết rồi. Chết đẹp lắm. Vỗ tay. Thôi đừng vỗ tay còn cò nhóc. Giọng này nhiều lắm á. Ôi có cò bự rồi đó nha, nãy con nhỏ nhỏ không. À, ông thầy vui đó. Vui rồi. Thầy có cò bự vui. Làm cái dày dày đó. Không lại có mới con cò chắc không lại khải đâu. Nhớ nè. Gãy cánh. Chết rồi. Chết. Cự ly cũng khá xa. Gãy cánh mà không chạy hả? Tới luôn. Xe cánh ngay. Má tao bắn rớt nó qua bên sông hoài mà qua kiếm hoài không khi nào gặp nó chứ. Ê! Trời. Đâu vậy nó? Lên chả anh được nó. Gì vậy? Mồi nó, lên chả anh bắn mồi nó. Ngày vô kia ra ai biết. Trời ơi, dầm chết luôn kìa. Kỹ nè, đầy chọt đó nè. Có chừng quắc nữa đó nha. Quắc xong rồi. Ông thầy ăn hay mà giữ chim không được. Xem nữa nào. Đây tiếp tục hành trình các bạn ơi. Tiếp tục một em cò bờ các bạn. Túi lồng luôn rồi, chết rồi. Ê bắn, ai đừng. Bắn nè, bắn nè phá đi. Nó bắn thì nó rớt nó chứ. Gấp quá. Rồi trời. Giờ đó chắc cũng chạy được xa đâu, tại nó bị dính gác, dính gến rồi. Bắn tán còi gió các bạn. Đấy dầm á, họ nó ra tù. Á lũ này vô ổ mà ông quýnh chắc bệnh luôn. Á lũ lũ chạy vô ổ mà ông tầm bay xuống trước là biết sao đó nha. Chiếc đi săn cá nhiều các bạn ơi. Cò bự ít. Lỡ bơi sụt luôn tới nữa. Tới chút nữa bắn ngon hơn nè. Tới chút nữa bắn dễ bắn hơn nè. Đây nè. Đó đó. Té rồi đó. Hay vậy đó. Lưng như vậy. Bắn này dữ gì lưng. Thầy không thầy. Hàng vậy lực bắn có khác hay ngập bọc. Nhường cho ổng cho bắn. Đừng bắn nữa. Không tao bắn vô giò chứ. Mày gọi cho tao bắn vô. Mỗi người giờ trúng đầu luôn trời. Lấy dầm kìa. Lấy dầm nè, đừng để lấy dầm nó dít cái bay ngoài luôn á. Nó cũng chịu buông rồi đó. Đừng đạp mé vỏ nha, bệnh luôn rồi. Đạp mé vỏ bệnh nha Tùng ơi. Ao được bỏ cái Tùng. Dít sao rớt gắn xuống thầy. Để tao bắn cái giò đó, dính cái giò đấy kìa. Bọn tao bắn gãy luôn cái nha. Che không thầy ơi. Che dội là bệnh nè. Thôi ơi, tui mắt. Giò đó. Miếu dữ. Trời ơi. Cứt nó rất lên chán luôn vậy kìa. Trời ơi, giò, một cái giò nó quýnh nó cầu lông vậy Tùng. Ghê vậy. Tiếp tục là một em cầu bờ cầu lép các bạn ơi. Vô cái túi ba gan.
hết bía, 2 kg chưa? Để nặng lắm rồi đó. Đây nhóm rồi. Về đây còn lụm luôn. Ngay cỏ rồi, ngay cỏ rồi, ngay cỏ rồi với lại ấp. Dạ được mấy nữa. Giờ lắp máy lên. Nhìn cái kỹ ai còn nhiều lắm đó. Con. Từ từ, nó thấy không lông gàng kìa. Con. Con. Để nó đi, nó nằm đó rồi. Đồ bay, nó còn 4-5 con nữa, nhiều lúc nhìn không thấy nè. Nè. Tút trong góc bát kìa. Nè. Nó có 4 con rồi. Đi chiên vòng 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 nó. Nó lớn nó đi được rồi mà. Còn này chưa biết bay. Đi à. Ừ. Đồ giấc cò đã ha. Rồi muốn lấy cái cây câu rồi theo ấy mình móc rồi. Mẹ coi đó, đợt trước cũng cái đống cước này mà chết nguyên bài luôn đó. Nhìn cho kỹ anh em ơi. Còn nữa đó. Cà lét. Nên chưa nhảy chiến con. À thấy rồi. Thấy bắn rồi nè. Trời ơi, yếu vậy. Như một chạm không. Gần rồi đó. Gần rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cũng bắn cho nó gớt chứ sao vậy? Gớt rồi đó, gớt rồi đó, gớt rồi đó. Gớt rồi đó, chạy lên lên. Chạy đó con nó lưỡi chắc luôn đó. Ngay cái đống này, mày ruộng á. Rồi con này chắc không. Ê. Trời trời. Bởi con này cũng chưa chắc ăn qua bên đó luôn. Bên ngoài. Nó gù hả? Cà lét đây vậy? Đỏ. Ai cũng cò đỏ, cò đỏ cò đỏ luôn. Da đâu luôn. Dạ, dạ. Cò đỏ cho má luôn. Đúng vậy. Cà lét. Giờ cái lên. Cò đỏ bự lắm. Nó đâu trong đó trời, nhưng mà chạy ngang thấy được hay chứ thầy. Cái tay nãy có dụi mắt ông sao mắt sáng vậy? Vừa rồi thôi. Giờ tới nó là bữa rồi thấy là bữa rồi. Cò đỏ thấy rồi đó. Rồi, rồi thắng. Lại đi. Không á, bắn ngược lên mà. Dạ. Con chuột. Lẹ đi nó nhóng rồi. Tại à. Đây rồi rồi khỏi. Ấy, tại vì nó chết á, nó xiết cái giò vô hiểu không? Bây giờ tiếp tục được em cò đỏ nữa các bạn ơi. Tại của tôi ông nên chết đừng nên. Không phải. Nó dầm giúp cho ông được nó Tùng. Thắng mạnh vô cái máu ông rồi luôn. Đâu nó cà lét đâu nằm đâu đó trời, đang về gặp con cà lét các bạn. cà lét về mọi mày quá trời khỏi hoàn kinh ở gì vậy. Nhìn tôi cũng nhung trời cái nè, không được nên đừng ra đẩy nên nó móc đó rồi nó móc đó lấy đầu vô rồi nằm im quá ha. Chiều rồi lấy cái câu của ông vô chế như em nói cho nên để bò hủ đi dầm đi săn cây có móc của nên đó mấy tao móc mẹ sắt bằng có rồi có cái câu mãi cây rút á, cây rút á có ở với có đi câu cá rồi cũng lấy được cái câu rút nó rút cái nào con à. Nhưng mà kêu cà lét rồi mà về buôn hiệp hay nhỏ bảy là cò lét với thằng kia. Ừ. Quá trời rồi các bạn ơi. Này trúng rồi, trúng rồi. Rồi ngã cây. Cái một. Lầm. Hết đường về mà. Đường về mà số kỳ vậy trời. Mạng hoài luôn. Nó chẳng 20 quá. Mấy chục rồi mà. Cà lét. Cà lét. Nó quê cầu con đứt được chơi. Đó một lô à. Con này là con bự nè. Con nãy là như con máy con trống hay sao á. Con đó cái bông nó mới đỏ đó. Con này bông nè. Giống như đẹp bông vậy đó. Cái này Tùng nó lụm cò mỗi tay luôn. Tới không chuyện. Đây tiếp tục các bạn ơi. Bây
luôn trời ơi, đứng đứng nghiêng. Đây nè. Bơi lục bình đi, bơi lục bình đi. Ngay dính trà sao vô. Ờ trời uống trời. Rồi đó. Kệ nói ôm nhau luôn kìa. Ngồi kìm kìm lấy nha. Xích ra Tùng, Tùng, Tùng đi lùi ra sao Tùng, Tùng lùi ra sao. Rồi đó, bóp rồi đó. Rồi sao vô bên chưa? Ve chạy vô, ủ vô hay sao? Để vô đây đi em đi qua. Vô ủ vô cho nó muốn như tôi tỏ. Đi sao được Tùng. Con cái móc theo là ngon rồi đó. Đêm rồi đó, qua này nè, qua này ta lủi thẳng vô luôn à. Không á. Khi có tỏi ve ra ta lủi thẳng vô đây cái à. Lấy dầm cho dễ đi kìa, lót cái dầm đi kìa. Lấy dầm kìa. Lấy dầm đưa nó lót dễ đi. Trời luôn. Tiếp tục cò đỏ các bạn ơi, à, còn sống. Còn sống. Đừng mấy kia chạy ra nha. Giờ anh em về tới nhà các bạn ơi. Đời về nó cháu đi quá. Không. Ta chào cả nhà nha, bây giờ mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Bao luôn. Tới anh chị luôn. Dạ sao? Hai chào các bạn nha, bữa nay của tỏi sẽ làm món cò xào nấm cơm các bạn ơi. Quá êm. Đây đây là cái phần bầu các bạn ơi, nãy lên đi mua 2kg 15.000 là rẻ quá các bạn. Hộp bầu hộp nào mấy như cứ như hàm răng của Lê Vinh vậy. Anh chị luôn. Bầu này ta chuẩn bị đem trồng nữa các bạn, lại mua xào luôn. Làm giống. Bầu giống. Hai chào các bạn nha. Này mấy anh em xào chín đi xăng, bây giờ mấy anh em sẽ chế biến hộp sẽ mặt tỏi rồi để mình khử mùi tanh cò nha các bạn. Thêm cái chảo nữa rồi ông thầy Châu với Nhí mới vô, bây giờ kêu cái chảo này là chảo huyền thoại, nhậu lần nào cũng chảo này uống gì cho nổi. Đây, cái này đang nấm trước rồi chút xíu hấp nấm thì nó này sẽ bỏ bầu vô. Ở những hôm trước thì bầu không chịu nổi với ông Lenin, phải bỏ đầu đũa vô phía lục tủ lạnh. Hay. Sẽ bỏ gia vị vô để cho cò nó thấm như vậy các bạn ơi. Rồi thì chín nữa của tỏi đây. Đóng. Nên thử cục qua dừa cho nên. Này. Ai nấu rồi đó rồi. Mình thấy nha. Tôi cũng có số bà điệp luôn nè. Ba cái à. Tại đâu có nhét đâu. Đâu nhét không có gì. Không cắt miếng nhét rồi. Tính ăn là tới trong hốt nóng lên để xào rồi tháo quậy không à. Nhưng mà vừa cũng vậy nó để tao lâu ăn được. Dạ thầy. Nhưng
cũng xấu chứ. Không đợi ăn rồi hả? Làm gì đâu trời? Đem có sữa gì hả? Nó có sữa gì hả? Đậu kê vẫn rồi. Con Thái làm lương của mẹ gì? Thầy bên đây nghe ốc các bạn. Biết sao bạn không? Không phạm. Wow. Đây, nấm sầu cò các bạn ơi. Nấm sầu cò không phải cò sầu nấm các bạn. Vì tham vậy nó ngọt thêm nữa lắm luôn. Cò ngọt mà nấm vô ngọt tới luôn. Đây đang đi nhà hàng bán mấy triệu. Ra có 4 dĩa ha. Dĩa 3 sự. Không dĩa đâu hết. Bỏ nấm vô thêm. Đây nó xào quá, nó bỏ tầm 3 kg nấm. Nấm chừng mát hơn cò nè. Nấm chiều này nó bá nấm dùng này đóng nhiêu tiền nó dùng 5 ngàn kg gì. Không có về. Quá các bạn ơi. Giờ đây mà mẹ bà gọi nó mẹ đâu cũng đẻ con ơi, nó không về. Nó lên kìa, nó giờ ho quá giờ ho kìa. Hai chào các bạn nha. Bây giờ cái phần cò xào bầu đã, ủa cò xào nấm đã chín rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em sẽ ra để thưởng thức phần cò xào nấm. Nấm xào cò. Nước đó làm gì? Cái đó không đủ rồi dầm vô thêm đó con. Wow. Wow, nước tới ngọt luôn á. Ôi bệnh rồi các bạn ơi. Rồi lắm. Ê, còn hành nữa tôi tới ơi. Ê, quên. Bỏ mới sao mà. À, không sao rồi. Rớt ra ngoài uống. Này, tôi sẽ bỏ thêm ớt vô các bạn. Kết thúc cái phần trang trí nội thất. Mình em. Đây, giờ mấy anh em lên cả nhà ơi. Còn cả nhà mình cùng mấy anh em nha. Hợp không? Đây, một buổi đi săn của mấy anh em cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Đây, ít chén vậy. Thêm ít tiêu cho nó đủ mùi đủ vị luôn các bạn ơi. Đẩy qua đây tôi vui chứ. Tới cái công rồi. Tới mệt luôn. Nay Tùng kẹo chuyện rồi, đi săn xong về luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ còn mấy anh em ở đây đàm đạo. Hy vọng ở nhà mình sẽ rất vui vẻ nha. Họ là ghim mình luôn. Đây mời cả nhà mình cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ các bạn ơi. Có sao bầu với mà nấm cơm luôn các bạn. Cái dẫm đi Khải. Dẫm hả? Vô đỉnh. Không hả? Vô ăn nhỏ ăn chơi. Ngon mới ăn nữa. Nhấp con tiếp đi ngủ người trai và trai về dễ ngủ. Ủa làm mấy ấy? Nặng đôi bụng tới đó bụng luôn các bạn ơi. Sáng giờ ăn con chén cơm một. Cái gì chưa nổi. Đây, mời cả nhà nha các bạn ơi. Ủa thầy vô tán nó bự quá bự. Ừ chị. Mời cái đào con cái. Làm đi đỉnh. Sau một chuyến săn bắt thì mấy anh em cũng được cái này. Ủa cò dễ ha. Quá đã. Họ lẽ phải giòn quá giòn. Găng ba hàm nghe có khác ha. Phải đâu, tại khúc nó nghe ức. Dễu dễu. Nghe ức nó mềm. Giòn gì. Giòn quá bé nhía. Đợi chung chuyện. Dạ ăn cơm với Ngọc ơi. Ngọc ăn cò được đúng không? Ăn hiếm. Vậy miền Tây ở trong mùa này thì mấy cái mồi này không thiếu các bạn ơi. Mấy em cũng đi săn đây này kia tìm kiếm.
cả một hành trình nha các bạn. Đó, dễ không dễ mà khó không khó nha. Kiếm thì không có vô nó món mấy đầu bò xa với ức nó luôn mắm bóp vô hai ba bà. Vô cái chuối gì ba bốn bữa tới vô nó lóc tới nói chung cũng khá là may mắn các bạn ơi, một chuyến đi săn khá thành công của anh em. Chung bữa nay còn bợ không nhiều nhưng mà cũng còn lép rồi này kia quất rồi dạ lum hết các bạn, cò đỏ đồ quất sao thấy bắn được thay nó nằm cục trên thui đang gần kiếm nằm bẹp đưa cái đít đem thui rồi rồi chặt tấu rồi bắn vô rồi lết rồi không biết con gì luôn nữa. Thằng làm kiếm không gặp thấy trắng trắng tưởng coi con cò bợ chứ rồi nó đứng đứng đâu đừng chạy tông vô rồi tao tính bỏ rồi đó bê cái vỏ mấy ngàn cái ổ cái bắt đầu nó cái ổ gì ta dòm dòm không thấy gì chứ mà cái hút cái trên cái ổ có cái đít thôi kiếm rồi nó nằm ngủ với phải ổ không không thèm kiếm bỏ luôn ổ ngủ quá rồi ngủ. Nằm trên lá ngủ rồi nước này mà nhổ nữa sẽ ra đây đi thầy cho chọn hoài thầy ăn miếng cơm đi thầy thầy đâu ăn cơm dễ gì chạy chạy chết nước này rượu đế rồi tới luôn luôn rồi ôi khen chi không biết chọp lấy cái muỗng liền chán thiệt chứ hấp thử anh xui xào nước thì cái làm sao rồi nó nói mình học hỏi đó không chưa thấy ông ăn cái giò coi ngon hay không ngon nè tán cái đùi liền cái đùi ngon quá nãy sao hồi nãy kêu tỏi chặt nó nhỏ này có cái cù lẳng là chết luôn á không giờ tỏi nhúng tay tôi chặt khúc sao rồi cắt nhỏ nhỏ mà cái đùi là đúng ra bầm luôn bầm xào luôn chứ không dám mấy nữa mà bầm xào giấu mấy muỗng xào múc muỗng chết chết lớn nữa thầy bào bầm là lấy chén xúc luôn rồi không mà tính ra mốt là đi là không có đi cặp nha như ông nên với ăn là không có đi cặp phải riêng lẻ đó có người này ấy mắt người kia nếu không đủ ngồi nhau đi cặp tí gì chưa nói sáng múc rồi đi hai chiếc lượt kinh nào chưa nói cái chục ngoài con ra ngọt với đó ngồi trên xe ngồi máy lạnh mà bước mở cửa bước xuống mà không muốn xuống luôn á em chỉ ngọc món này mà xét nghiệm là tao mở máy lạnh tao mở cửa luôn. Bữa nào dẫn đi học đi, trải nghiệm đi bắn đập mũi chích đồ chơi bữa ấy. Rồi dính răng thì ngon. Cho nó quen từ từ chứ. Tiếng mùi bữa chứ ra cái nó hốc người. Sao mình đi trong Mỹ để chạy hút đi thiên lúc chở nên vô là nói rồi. Trời chở luôn quên hồi chạy qua tới lên Mỹ rồi. Chở không vô là tôi nói rồi, tôi nói trong bụng tôi nói là chắc vô chắc cũng có đầu liền đâu phải từ 3 giờ 2 bây giờ. Từ 3 giờ chút tới. Tại vô cho ấy thôi. Tới sự nghiệp tới qua Mỹ rồi, tới Mỹ Châu rồi mới nhớ. Nó nói quá chuyện ngủ quay lại. Lâu lâu cũng quên chứ mày. Thầy. Nhưng mà tôi đi đường sân bay. Bữa nó quên chưa tới sân bay đường mà. Này chúng cò các bạn ơi. Diễn ra được nhưng mà nói anh trắng ngày mai chị hồng khăn mấy cái hả hồng như chó thôi nấu rồi nhiều đó mới nhờ như đang ăn nhậu gì chó súc vật gì đây gì bậy bạ miệng rồi vô anh em ơi vô nhậu ngon một hai ba vô rồi cảm ơn nhé ông ông nên chế lấy cái đồ chuyên dụng được chứ sai này trước đây chị nào nói bảy chị nói kia mỗi chiều nhộn rồi cái kia lao nó thấy thấm hơn trần lưng cái không 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 chết lao không lao thôi đấy đâu có nói bậy với ông đâu mà nghe không tỏi ăn gì cái tỏi ăn bào húc gì vậy ăn bào húc lọt lưỡi mốt mua hột gãi gãi vô hè rồi dày dày ấy đi ăn lá rồi ăn trái luôn đi che nè
bà xào bầu đó, là bầu đâu còn chưa nữa. Mình trồng lên đó, mình kiếm mấy trái nhỏ nhỏ nhỏ, mình để nguyên cái vỏ mình dứt luôn. Ủa rồi ăn ăn cái gì mà vỗ tay bẹp bẹp đi. Buồn rồi đó. Đúng rồi. Ăn trứng đậu cò phải không? Ăn cò ngon. Đúng, thấy cái gì khó chừng á. À ra lên bây giờ quay lại là nó dính liền liền hồi trước luôn rồi nè. Nè à, ảnh hồi nãy cắt thêm 2 khúc ngoài nữa trời. Sao xạo thế hiện. Nói thôi nó không chết à. Chết tào lao trời. Lẽ bỏ vô nấm. Cô đỉnh này nãy vẽ ra 2 trái rồi. 2 trái rồi đó không là nữa bây giờ. Trời ơi, vậy mà cũng dính không hay luôn trời. Tại tài lanh nó đang thiếu là kẹp thêm 2 khúc ngoài nữa. Đã. Chứ nó vỗ bẹp bẹp. Vừa. Mỏ giật giật rồi đó. Là biết còn ngon. Ngon. Đó, thằng dính dính ớt đó nha các bạn ơi. Và cái thằng nào mà thủ phạm thì coi clip lại biết. Bà quá đồ quỷ. Quỷ mình giờ mình lớn ai chơi bá này cũng chơi cái này. Ừ, rồi. Cái này bạn có đuôi chứ. Nó trên ổ. Món này là ăn cơm tới tay luôn chứ không có nhậu nhẹt. Ăn chơi. Đây gán nhậu rồi thôi vô. Món này ăn chơi. Món này. Chung là đi săn này cũng vui cũng cực lắm nha các bạn ơi. Cực nhất là một bên này chạy máy, một bên gỡ gá, một bên này lụm cò, rồi bên đi bắn, rồi nói chung là gọi đèn nhất nào mấy nẻn bên cho các bạn. Còn chẳng có ít nhậu đó. Gọi đèn nhất nào mấy nẻn cho. Rồi về ta về mũi chích gì ôi đủ thứ chứ mùa hông vô mắt. Có đánh tiệc đổi nhậu rồi thôi chứ còn chơi với anh em thì uống chai mà giọt rồi. Có bữa không hết chai nữa lì một. Chạy có tiêu ham vui chứ nó thích nhậu để là clip trước giờ đi có đó bắn đường nào lăn xả đi cái ná nó bắn đường nào không cái ná nào ná tùng á à, khai chương đầu tiên mà nó mang đầu tiên đó bắn được cái ná nó gặp mày là nó lụm đầu tiên rồi con cái là cái ná nó chưa quen cái nhắm thôi chưa chọn nhắm quen rồi cái trong á cũng khó lắm bắn giữa đó là đứng bắn nhắm đầu trong á. Cái đầu tiên là nó hạ gớt cò lép đầu tiên phải thử mới được, thử nhiều lần mình mới biết là cái tâm nhắm nó nhắm cái kiểu gì. Bắn hết 20.000 bi rồi đó. Bi của nó nhỏ quá, bi nó không ai nhắm nó ở gần nó chờ mẹ bắn ẩu nó bật bên cái bên bi nhỏ nó lọt cái không? Lọt nó bị hoài luôn. Lọt ra. Bởi vì em ngồi sao mà đâu đâu dám ngồi trước. 7-8 á. Bởi vậy cái lúc mà xuống vỏ lúc hình như mà chưa lại á tao thấy là có hứ rồi tao nói thôi cho anh Tùng ngồi trước nghe. Ăn đi ông ơi cũng tính đặt mua cái đó về đó lùm già quá cái đó mới lùm mua quá bắn bắn bằng ná cho nó khỏe không tao mà tính mua là không mà bắn phải bắn bằng ná tia laser thế cũng cứu tỏi mới chính xác. Có tia laser bắn mới chính xác. Tia laser là đỉnh mãi đỉnh đó. Còn bắn của mình thì bắn hên xui rồi. Thứ đó mới có cầu bại. Không kiểu như của thằng Tùng thôi để tao bắn mẹ bắn thằng má này luyện thời gian. Lẹ hơn. Lỡ hụt tao cũng chụp tao bầu được. Còn có nói sột hụt tao là coi như xong rồi đó. Xong rồi đó. Đứng dọn rồi. Ngọt đạn gọi gì không kịp. Nếu mà đi bắn mà nếu mà đi bắn mà ai thấy nó bắn thì Tùng chắc không bắn được gì con nào đâu. Bắn được nào à. Tại vì cái điểm nhắm nó không có. Nó phải mò thì lâu xíu rồi nó mới nhắm được. Chứ nếm cái này kéo lên bỏ lên đây nó cũng hơi lâu hơn mình nhiều nữa. Bắn chung chơi. Còn cái đó chủ yếu là hù mấy con cò thôi. Còn lại đến nó mình xử. Dù sao cũng nhờ nó mở hàng con đầu tiên mới nhiều vậy đó. Cũng có lông. Lấy lông. Cũng cây cũng túa lông gãy cánh mà. Chứ sớm biết giờ đó thấy nào còn lép nhắm à. Chứ sao Tùng lúc nó bắn trúng cò mà mình không thấy là gì, viên đạn nó nhỏ quá. Xuyên qua mất tiêu. Xuyên với cái lực bắn nó không có được mạnh không. Lực bắn của nó gì đâu mạnh đâu. Sao đâu mạnh được. Tại động dây á. Sao bằng của mình được. Động dây với mà mình phải lấy đúng cái khổ dây. Đúng không? Ví dụ như động dây mà nó cắt dài quá thì nó sẽ yếu. Mà ngắn quá thì kéo không nổi. Phải vừa, phải biết vừa để ý rồi mình mới cắt cái khổ đúng vậy nó mới được đúng cái lực của nó được. Tới nữa hả? Đó. Ừ. Đổ cái ly này về. Rồi.
Mới quay đi ăn ăn à. Rồi nghe câu là như bò. Xin chào cả nhà nha. Bên cái gì TikTok đi anh bận đồ sexy anh nhảy thử nó lên ông ta. Rồi bỏ đi. Chạy giờ lên. Không nhảy đi giọng nó lên. Tăng không lên. Hai xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mấy anh em sau chuyến săn cò trên sông thì mấy anh em cũng được một cái buổi nhậu với cái món dân dã như là cò xào nấm với bầu. Hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ nha, món này ngon lắm nha cả nhà ơi. Ai vô thử món này nha. Dạ mấy anh em xin kết thúc clip tại đây để giờ cũng khuya các bạn ơi. Hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những chuyến đi săn tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.